lợn dùng búa cướp tiệm vàng ở Quảng Ngãi. Khách lỡ chuyến bay giảm sau khi áp dụng tắt loa phát thanh. Chốt chặn hàng rong vào phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thành phố Hồ Chí Minh lập đoàn kiểm tra việc mua bán thực phẩm dịp Tết. Phút đời thường hôm nay là câu chuyện về những nỗ lực phi thường để đến được lớp học của một cậu bé 7 tuổi. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Hai ngày 2 tháng 12 năm 2019. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Thúy Quyên của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Tối qua tại tiệm vàng Nơi Duyên do ông Lê Quang Nơi, trú ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ, đã xảy ra một vụ cướp táo tợn. Thủ phạm đã dùng búa để cướp trong khi những người trong tiệm vàng đang xem đá bóng. Thời điểm xảy ra vụ cướp vào khoảng 20 giờ, giữa lúc người của tiệm vàng đang tập trung theo dõi trận U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Sự việc xảy ra rất nhanh nên chủ hiệu vàng và hàng xóm trở tay không kịp, kẻ cướp đã tẩu thoát. Tại hiện trường, một chiếc búa còn rơi dưới nền nhà, tủ kính tiệm vàng bị kẻ cướp đập vỡ tan hoang, một số vàng đã bị lấy đi. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của tiệm vàng ghi lại. Theo hình ảnh từ camera an ninh, vào thời điểm xảy ra vụ án, có hai thanh niên đi xe máy đến trước tiệm. Sau đó một người đứng ngoài cảnh giác, người còn lại đeo khẩu trang, đội mũ tai bèo, mặc quần jean, đeo bao tay màu trắng, nhanh chóng vào tiệm vàng dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy đi một số vàng rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Cơ quan công an huyện Mộ Đức đã khẩn trương đến hiện trường điều tra truy bắt nhóm cướp. Sau thời gian thử nghiệm tắt loa phát thanh thông tin chuyến bay, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã có đánh giá thống kê với kết quả khả quan khi số lượng hành khách bị cắt giờ lỡ chuyến giảm hơn. Hình thức thay thế là cập nhật thông tin trên các màn hình tại các vị trí trong nhà ga đã giảm thiểu tiếng ồn bởi đặc thù của sân bay Tân Sơn Nhất có mặt bằng nhà ga hạn chế, tầng khai thác luôn ở mức cao. Ở cả ga quốc nội T1 và ga quốc tế T2, việc tắt loa thông báo được thực hiện từ ngày 10 tháng 6. Với hình thức này đã được các đơn vị, hãng bay và hành khách ủng hộ. Dự kiến năm 2020, sân bay Nội Bài và Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai sân bay yên tĩnh, tắt loa phát thanh thông tin chuyến bay. Việc triển khai tắt loa ở hai sân bay trên sẽ qua thời điểm Tết Nguyên đán 2020. Sân bay yên tĩnh là xu hướng đang được nhiều sân bay quốc tế áp dụng, mang lại cho hành khách sự thoải mái, dễ chịu vì không bị làm phiền bởi những đoạn phát thanh liên tục tại sân bay, đồng thời giúp hành khách có thói quen tự tìm hiểu, cập nhật thông tin qua hệ thống màn hình điện tử và biển bảng tại nhà ga. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý vào mùa lễ hội xuân 2020 trên địa bàn thành phố. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2020, thành phố sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành từ cấp thành phố đến cấp phường, xã, thị trấn. Đối tượng kiểm tra tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội, có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm. Đồng thời, thành phố cũng sẽ huy động tối đa các kênh truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu thụ thực phẩm cho người dân. Đối tượng ưu tiên truyền thông trong kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là người nội trợ, người trực tiếp chọn mua, chế biến thực phẩm cho gia đình, người tiêu dùng thực phẩm, người sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, chính quyền các cấp và các nhà quản lý. Đoàn kiểm tra cũng sẽ kịp thời công khai tên, địa chỉ các cơ sở, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm cho cơ quan chức năng. Thưa quý vị, việc chốt chặn hàng rong vào phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 được thực hiện đến khi hoàn tất lắp đặt vật cản xe vào quảng trường phố đi bộ. Tất cả các phương tiện, nếu không có phận sự nhưng cố tình vào khu vực quảng trường phố đi bộ sẽ bị xử lý nghiêm nhằm đảm bảo trật tự, an toàn cho người dân, du khách đi dạo khu vực này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến đã có chỉ đạo về công tác quản lý chỉnh trang phố đi bộ Nguyễn Huệ, cụ thể đề nghị Ủy ban Nhân dân quận 1 chủ trì phối hợp với lực lượng thanh niên xung phong thành phố, bố trí ngay lực lượng chốt chặn việc buôn bán hàng rong, xe đẩy bán dạo, xe máy lưu thông dừng đậu trong khu vực quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ, thời gian chốt chặn từ 17 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Đặc biệt cần nghiên cứu đề xuất bổ sung chiếu sáng tượng Đài Bác hài hòa với chiếu sáng mỹ thuật của tòa nhà trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Về vấn đề chiếu sáng và nhạc nước tại đài phun nước, cần đề xuất nội dung nhạc nước theo chuyên đề, có chủ đề mang tính quốc tế để phục vụ du khách đến tham quan.
Tối qua, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Mika, khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đã có nhiều tiếng nổ lớn trong vụ cháy, lửa đã bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, một số người phát hiện lửa bốc lên từ khu vực nhà xưởng sản xuất và chứa nguyên liệu của công ty, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu hóa chất dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, phủ khắp nhà xưởng rộng cả ngàn mét vuông. Đến 23 giờ 30 phút, vụ cháy cơ bản được dập tắt. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thưa quý vị, sinh ra không có bố, lại bị hẹp vành tim và liệt hai chân. Cuộc sống của em Nguyễn Văn Hoàng ở xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tưởng như hoàn toàn bế tắc. Thế nhưng với khát vọng đến trường, khát vọng làm chủ cuộc sống, Hoàng đã di chuyển trên đôi tay bằng niềm lạc quan và nghị lực hiếm thấy của một cậu bé lên 7. Con đường từ nhà tới trường dù chỉ chừng 3 cây số, nhưng với mẹ con chị Nguyễn Thị Tuyết và em Nguyễn Văn Hoàng, dường như dài hơn rất nhiều. Trên chiếc xe đạp này, chị vẫn đều đặn đưa đón con mỗi ngày 4 lượt đi về. Có những hôm mẹ bận việc, Hoàng phải bò đến trường bằng hai tay. Hành trang đến trường của cậu bé 7 tuổi là ba lô cặp sách mang trên lưng cùng hai đôi dép, một ở chân, một ở tay, để bảo vệ khỏi đất đá làm xây xác và chống lại sức nóng từ mặt đường. Chật vật, khó khăn, nhưng với Hoàng, mỗi ngày đến trường luôn là một ngày vui. Hoàng được các thầy cô bố trí một chỗ ngồi riêng trên tấm nệm để khi mệt em có thể nằm xuống. Và cứ thế, ngày nối ngày, miệt mài học tập, học lực của Hoàng không hề thua kém các bạn cùng trang lứa. Nguyễn Văn Hoàng năm nay đã tròn 7 tuổi, bước sang lớp 2. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, sự thiệt thòi đã đến với em khi người bố rời bỏ hai mẹ con. Hoàng sinh ra với đôi chân bị liệt và căn bệnh hẹp hai bên vành tim. Thế nhưng như một sự bù đắp, ở Hoàng luôn toát lên sự nhanh nhẹn, thông minh. Chưa bao giờ em đầu hàng trước số phận. Không đi được bằng chân thì em đi bằng tay. Không thể ngồi học ngay ngắn thì em vừa học vừa nằm. Mẹ nguyện vọng là mình rắn để cho cháu bước đi được cái đôi chân của mình như bao đứa trẻ khác. Dư hình thì đứng nhỏ anh chưa biết, nhưng mà sao to con tôi hình. Bất chấp những khiếm khuyết về cơ thể, vượt lên hoàn cảnh khó khăn của gia đình, em Nguyễn Văn Hoàng vẫn bền bỉ đến trường với niềm khát khao được học tập. Trong tâm hồn non trẻ, Hoàng ước mơ sau này sẽ được trở thành người lính cứu hỏa. Làm người lính cứu hỏa, em sẽ được xông pha vào những nơi hiểm nguy, cứu giúp mọi người. Sự trong sáng trong chính ước mơ đã thôi thúc em vượt lên những mặc cảm của số phận, chiến thắng những khiếm khuyết và luôn hướng về tương lai. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.